ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy. Thầy như ánh dương sáng soi con đường, tiếp bước của Đức Thế Tôn xuất thế để cứu nhân gian. Ơn thầy thật cao quý, đời bao khổ đau tối tăm mê lầm. Thầy ban pháp âm chứa chan tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai, xóa bớt bóng tối vô minh, giúp đời chúng con an lành. Kính lạy thầy tâm từ vô lượng, kính lạy thầy đức độ giới nghiêm, tín hạnh nguyện đàn con nương nhờ tam bảo, dụng trí bi đàn con gắng noi gương thầy. Ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy, thành tâm chúng con khánh an tâm tư. Thầy là sứ giả Như Lai, dìu đời thoát bến sông mê, về nguồn sống vui chân thường. Thầy như ánh dương sáng soi con đường, tiếp bước của Đức Thế Tôn xuất thế để cứu nhân gian. Ơn thầy thật cao quý, đời bao khổ đau tối tăm mê lầm. Thầy ban pháp âm chứa chan tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai, xóa bớt bóng tối vô minh, giúp đời chúng con an lành. Kính lạy thầy tâm tư vô lượng, lạy thầy đức độ giới nghiêm, tín hạnh nguyện đàn con nương nhờ tam bảo, dụng trí bi đàn con gắng noi gương thầy. Ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy, thành tâm chúng con khánh an tâm tư. Thầy là sứ giả Như Lai, dìu đời thoát bến sông mê, về nguồn sống vui chân thường. Lòng bừng sáng đóa hoa tâm, đạo vàng chiếu sáng nơi nơi, là ngàn đóa hoa dâng thầy.
Có một cái chuyện là kỳ này chúng tôi đi một chuyến hoằng pháp dài đúng 4 tháng 1 tuần. Và trong những cái đoạn mà hoằng pháp thì cái đoạn mà bức bách nhất, làm việc cực nhiều hơn các chỗ khác là tại Việt Si Nhà, gần thủ đô Ba Thình Đốn. Giảng liên tục 14 ngày, không có ngày nào nghỉ hết. Thứ bảy, chủ nhật thì giảng 2 lần, còn những ngày thường thì giảng 1 lần. Thật ra trong lúc đó thì chúng tôi buộc phải ngồi thiền để nạp năng lượng nhiều hơn. Chứ tôi là cái người làm biếng ngồi tu lắm, đó là bắt buộc phải ngồi chứ giảng như vậy á. Từ một người giảng sư mà phải giảng liên tục, họ không có đủ cái tươi nhuận để giảng suốt nhiều ngày như vậy. Thành ra là buộc mình phải nạp năng lượng thường xuyên mỗi ngày. Và tự nhiên có một buổi sáng chúng tôi xúc động nhớ tới Hòa Thượng ân sư của mình. Trước lúc chúng tôi đi Mỹ thì chúng tôi có thăm Hòa Thượng, thì thấy tình cảnh Hòa Thượng cũng yếu và không biết rồi Hòa Thượng ra làm sao. Trong chuyến đi nó cũng lo. Thì lúc đó tôi muốn có một cái gì đó gửi về Hòa Thượng. Thì tự dưng có bài kệ để đọc quý vị nghe. Có hai bài. Hai bài kệ này chúng tôi đang nhờ người viết thư pháp để dâng Hòa Thượng trong cái dịp mà đại thọ của Hòa Thượng ngày 24 tháng 7. Và sẵn đây chúng ta cũng thông báo luôn chứ để quên đó, là hồi trước giờ chúng tôi định tổ chức đại lễ trai tăng tại chùa Long Hương là ngày 24 tháng 7 sắp tới, tức là 9 tháng 9. Nhưng mà khi về tới nơi rồi thì mới biết là cái ngày đó tổ chức lễ sinh nhật của Hòa Thượng. Thành ra mình không có dám tổ chức trùng, thành ra mình lùi lại một tuần. Như vậy là tại chùa Long Hương sẽ tổ chức cái đại lễ Vu Lan là ngày mùng 1 tháng 8, tức là 16 Tây tháng 9. Nha, tức là lùi sang lại mùng 1 tháng 8 âm lịch năm Nhâm Thìn, tức là ngày 16 Tây tháng 9 2012 sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan. Thì dự kiến của chúng tôi là sẽ cúng Thiên Tăng Hội trong cái dịp này, có nghĩa là cúng dường trai tăng 1.000 tăng ni. Hy vọng là sẽ mời được đủ 1.000 tăng ni để cúng dường trong dịp lễ này. Và phát quà cho 500 phần quà cho dân nghèo. Thì thông báo lại để cho quý Phật tử, tại trước giờ chúng tôi thông báo trên mạng á, là tổ chức ngày 24, nhưng mà ngày đó trùng với cái lễ sinh nhật của Hòa Thượng rồi. Thành ra là buổi lễ Vu Lan mình lùi lại. Bài kệ thứ nhất là bài Đạo Ca. Không biết tới đâu nhưng mà tôi cũng muốn ăn to nói lớn một lần. Đạo ca là khúc ca chứng đạo. Nhưng mà chưa có chứng nha, nói chứng có nghĩa là quậy thôi chứ không phải là chứng là thành thánh nha. Bài kệ như thế này. Toàn tri hiện hữu như hiện hữu, pháp giới tỏ thông không khứ lai, hư không vũ trụ trong tay nắm, niết bàn sinh tử mãi rong chơi. Đó là bài thứ nhất Đạo Ca. Bài thứ hai là bài Tặng Đời. Tặng nhau nắng sớm, tặng mưa chiều, tặng nhau vũ trụ mênh mông ấy, tặng luôn sinh tử, tặng niết bàn, tặng cả nguồn vui hiện hữu như. Bài này là hai bài mà chúng tôi muốn kính dâng lên Hòa Thượng trong cái dịp đại thọ ngày 24 này. Đang nhờ người viết thư pháp và chúng tôi mong rằng là sẽ có một bản thư pháp thật đẹp. Và có một số người biết tới bài kệ này đề nghị là sẽ khắc trong cái bia đá sau này dựng phía trước chùa Long Hương hai bài kệ này. Nếu ai là người tu thiền nghe hai bài kệ này sẽ biết nhau. Hai bài kệ này chúng tôi hay nói chơi với một số người, tôi nói là bài kệ tìm bạn bốn phương.
Nếu ai thấu hiểu được về bài kệ này thì sẽ gặp nhau. Và sau đó thì tiếp tục qua bên Tách Xịt Hilton. Thì lúc đó được cũng ở Tách Xịt 3 tuần và chỉ giảng những ngày cuối tuần thôi, những ngày thường thì tương đối rảnh. Ngày bữa đó được đi ra biển thì làm bài thơ dạo biển tiếp tục. Người ta dạo biển này là một là dạo biển thiệt, nhưng mà hai nó cũng là cái dạo biển đời. Lang thang chiếc bóng bên bờ biển, chợt thấy nơi lòng tựa có không, trong không lại có muôn vàng thứ, trong có lại là cái rỗng không. Có không, không có xưa nay vậy, chợt hỏi ai rằng có hay không. Có không cũng chỉ tâm bài biện, thực thể chỉ là như thế thôi. Chữ như dừng lại viết hoa và phẩy một cái viết hai chữ thế thôi phía sau. Đó là cái bài Thất Ngôn Bát Cú. Hai bài trước là Thất Ngôn Tứ Tuyệt, và thêm một bài Thất Ngôn Tứ Tuyệt nữa ở phía sau bản kinh Bát Nhã. Ở đây là nói lý sắc không trong bản kinh Bát Nhã. Sắc sắc, không không, không sắc sắc, không không sắc sắc, sắc không không, không sắc không không, không không sắc, không không sắc sắc, ta bà ha. Đó là bài Bát Nhã. Thì đó là bốn bài kệ, cũng có một số bài cũng vui lắm, nhưng mà bốn bài này cũng tương đối là làm quà để tặng nhau được. Làm quà để tặng nhau. Hy vọng là trong những cái bài này sẽ gặp được tri kỷ tri âm trong nhiều năm. Chúng tôi có kể trong cái dịp dỗ, ở cái dịp mà Phật thành đạo năm rồi đó, là chúng tôi cũng đã lộ một ít phần cho tới bài kệ này. Những cái bài này là những cái bài mà chúng tôi muốn nói những gì mình muốn nói. Hy vọng rằng là sẽ có những người thực sự thông cảm với những bài kệ này thì sẽ là tri kỷ đối với chúng tôi. Chiếc bóng bên bờ biển, chợt thấy nơi lòng tựa có không, trong không lại có muôn vạn thứ, trong có lại là cái giống hỏi ai rằng có hay không. Có không cũng chi tâm bày biện, thực thế chi là không không xa 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 không không.
chiếc bóng bên bờ biển, chợt thấy nơi lòng tựa có không, trong không lại có muôn vạn thứ, trong có lại là cái giống hỏi ai rằng có hay không, có không cũng chi tâm bầy biển, thực thế chi là